Thưa quý vị và các bạn, từ tác hại khôn lường của thuốc lá đối với người sử dụng và cả người xung quanh vô tình hút thuốc lá thụ động, đặc biệt là phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ. Do đó, nói không với thuốc lá đã nhận được sự hưởng ứng tích cực trong xã hội, nhất là những nơi công cộng, các cơ quan công sở. Điển hình, qua 10 năm áp dụng mô hình công sở không khói thuốc, Ủy ban nhân dân phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên đã thành nề nếp và nhận được sự cam kết, nêu gương của cán bộ công chức và sự đồng thuận chấp hành quy định trong nhân dân khi đến liên hệ công tác. Không hút thuốc lá tại cơ quan không chỉ thực thi nội dung theo luật phòng chống tác hại thuốc lá mà còn là một trong những nội dung được quy định trong quy chế văn hóa công sở của Ủy ban nhân dân phường Mỹ Bình được áp dụng từ năm 2012. Có thể dễ dàng nhìn thấy những biển cấm hút thuốc được đặt ở những vị trí dễ nhìn thấy để nhắc nhở mọi người tuân thủ quy định nghiêm túc. Đối với cán bộ viên chức người lao động thể hiện tính nêu gương và có sự cam kết hàng năm. Đây là một trong những tiêu chí bình xét thi đua cuối năm của công đoàn cơ sở phường Mỹ Bình. Tổ tuyên truyền và đài phát thanh phường thường xuyên cập nhật tin bài về tác hại thuốc lá đến sức khỏe, đời sống, môi trường, truyền tải theo phương thức truyền thống trên hệ thống loa phường và thông qua cả ứng dụng Zalo, Facebook, trang tin điện tử. Xây dựng môi trường xanh sạch đẹp, Ủy ban nhân dân phường Mỹ Bình chủ động bổ sung cây xanh, phủ xanh không gian làm việc bằng các chậu cây, hoa tươi. Thêm vào đó, người dân khi đến Ủy ban nhân dân phường Mỹ Bình cũng được động viên chấp hành quy định không hút thuốc tại khuôn viên công sở. Từ việc áp dụng nghiêm túc, không mang tính hình thức, dần nâng cao nhận thức trong cộng đồng dân cư và chủ động chấp hành quy định. Trong cái 10 năm vừa qua, đảng viên, đoàn viên, hội viên và người lao động tham gia ở đơn vị là phải gương mẫu chấp hành tuyệt đối là không được hút thuốc trong công sở cũng như là khuôn viên công sở. Từ đó mới có cái đến lan tỏa đến người dân, tuyên truyền vận động người dân cùng tham gia với cán bộ công chức. Khi mà có người dân mà có hút thuốc lá thì là anh bảo vệ đến vận động. Khi bước vào bộ phận một cửa thì tuyệt đối không được hút thuốc lá. Từng bước là nhận thức của người dân được nâng lên một cách rõ rệt. Khi bước vào là không cần phải nhắc nhở trong cái việc tham gia hút thuốc lá. Cá nhân em thì lúc trước thì cũng có hút thuốc lá, nhưng mà sau này khi mà đi làm hoặc là đi học rồi thấy mình hút thuốc lá nó rất là ảnh hưởng tới những người xung quanh. Và em nó hạn chế từ từ và em không có còn hút thuốc lá nữa. Còn đối với một số bạn trẻ nếu mà đang sử dụng thuốc lá thì nên hạn chế và không nên hút thuốc lá nữa. Phường Mỹ Bình em thấy là hầu như là các anh trong cơ quan thì không có hút thuốc lá. Mô hình này rất là an toàn, với lại nó không có khó chịu, thoải mái, nói chuyện cũng dễ trao tiếp hơn. Em thấy nên nhân rộng cái mô hình này. Dù cơ quan có số lượng cán bộ công chức nam khá đông, 38 người, nhưng khi thực hiện nghiêm chỉnh quy định, tạo thêm động lực để các cá nhân đang sử dụng thuốc lá dần từ bỏ thói quen nhiều năm. Ủy ban nhân dân phường Mỹ Bình tiếp tục đưa nội dung không khói thuốc đi vào chiều sâu, không chỉ riêng tại cơ sở mà còn nhân rộng mô hình công sở xanh đến địa bàn dân cư, xây dựng không gian sống và làm việc an toàn, trong lành, giữ vững danh hiệu phường đạt chuẩn văn minh đô thị, cơ quan văn hóa. Ủy ban nhân phường Mỹ Bình sẽ tiếp tục nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, cơ quan, đơn vị và trong công tác tuyên truyền, phổ biến, tổ chức thực hiện nghiêm luật phòng chống tác hại thuốc lá, đưa nội dung phòng chống tác hại thuốc lá vào nội quy, quy chế của cơ quan đơn vị, tổ chức cho cán bộ công chức, người lao động ký cam kết tham gia xây dựng cơ quan đơn vị không khói thuốc lá, duy trì và nhân rộng mô hình tham gia xây dựng cơ quan đơn vị không khói thuốc lá và duy trì nhân rộng mô hình công sở xanh, sạch đẹp, không khói thuốc lá ở địa bàn dân cư để góp phần xây dựng môi trường làm việc văn minh, an toàn và xây dựng cơ quan đạt chuẩn văn hóa. Dù việc áp dụng nội quy ban đầu có những khó khăn nhất định, nhưng bằng việc duy trì triển khai và nghiêm túc đã giúp Ủy ban nhân dân phường Mỹ Bình ổn định thành nề nếp, mô hình công sở không khói thuốc nơi đây trở thành một chuẩn mực cơ bản có sức lan tỏa sâu rộng, ngày càng nhiều nơi công cộng áp dụng quy định cấm hút thuốc, chung tay hướng đến nếp sống văn minh, bảo vệ quyền được hít thở không khí trong lành của mọi người, cũng như hạn chế nguy cơ cháy nổ của hành vi hút thuốc lá và dứt tàn thuốc bừa bãi có thể xảy ra.